Sài Gòn xuống đây chơi. Dạ, cô đi chùa này xin xăm hả? Còn nghe nói chùa này linh dữ lắm á. Cô thấy linh thiệt á, vừa mới vô sinh là thấy linh liền á. Cô á đi khấn cầu á để mà kiếm được người đẹp như con vậy nè, để lên Sài Gòn làm con nuôi, phụ á bám quán với cô. Giờ á gặp được cô ưng lắm á. Con có chịu lên Sài Gòn với cô không? Con á mà phụ bán với cô á, cô trả lương cho con cao lắm, một tháng á được mấy chỉ vàng để dành đó nha. Con đem về quê á cho gia đình. Thiệt không cô? Thiệt. Cô nói thiệt hay nói giỡn con Cô vậy? nói thiệt. Nè, để cô á biên cái địa chỉ trên Sài Gòn của nhà cô á cho con. Khi nào mà được á thì con cứ lên trển chơi trước, mà con thấy được á thì làm nha. Nè, địa chỉ của cô. Cô hai, con có nhà em 12 tuổi, đẹp lắm, vẫn có theo được không cô? Nó đẹp dữ lắm đó Vậy cô. hả? Em con á, đứa nào đẹp á thì đưa lên đây làm với cô. Có bạn bè á rủ theo cũng được nữa nha. Nè, đây nè, cô cho con. Đó, cầm đi. Nhớ nha, cô đi nha, cô vô chùa á. Khi nào á mà thích á thì điện thoại cho cô. Nhớ điện thoại cho cô nha. Ông nè, ông đi lên công an báo đi, để cho người ta đi kiếm nó, chứ nó đi 2-3 ngày rồi đó. Kệ nó. Nó ở đây có hộ khẩu gì đâu mà lo. Cái đồ mới bà lớn mà hư hỏng, đi bụi đời à. Nè, lão nó bị người ta giết chết rồi sao? Ông Lâm, hay là ông làm gì nó phải không? Nè nè, bà liệu hồn nghe, bà đừng có nói bậy nghe. Vậy tôi hỏi Buồn ông, quá. sao đêm hôm khuya khoắt nó bỏ đi? Thôi được rồi, ông không đi báo phải không? Để tôi đi báo cho. Ê. Gì vậy? Bà ở nhà đi, bà có khùng không? Để tôi đi. Mệt đi nhanh bà giùm cái đi. quá. Từ từ. Lề bề. Út Hương, sao con không đi bán đi? Chuyện gì vậy con? Cô ba, con nói cô ba nghe chuyện này nghe. Nhưng mà cô ba đừng có la lớn nghe. Còn có tin tức con Kiều Giang hả? Chuyện này nhỏ Kiều Giang không cho con nói cho cô ba biết. Nhưng mà con thấy cô ba lo cho nó. Chuyện gì? Chuyện gì vậy con? Nó... Nó sao rồi? Thật ra nó... Nó sao con? Nó đang ở nhà con. Cái gì? Nó ở nhà con. Con nói cô ba đừng có la lớn mà. Mà sao nó qua nhà bay nó ở? Nó ở hồi nào hả? Sao đây nó không ở? Sao vậy tại con? Vì vì sao tại vì vì cái gì nói cho cô nghe coi hả? Mà thôi cô ba đừng lo cho nó nữa nghe, con về đây. Nè, cái con này, mày ngồi xuống đây, mày ngồi xuống đây, nói cho cô nghe coi, nói thiệt cho cô nghe hết đi hả? Con làm có sốt ruột quá à. Con Kiều Giang nó bị cái gì, bây giờ nó làm sao rồi hả? Nó bị cái gì vậy con hả? Út Hương, dạ sao nó bị ông sờ mó nó đó cô hả? Ông cô ba đừng làm to chuyện nghe. Vài bữa nữa con đi Sài Gòn kiếm việc với nó, cô ba đừng có lo, con về nghe. Trời ơi. Ê, Út Hương, Út Hương, lại có chuyện đó nữa hả? Trời ơi có trời ơi, ông Lâm ơi là ông Lâm, sao ông ác quá vậy? Ông là người hay là súc vật vậy? Trời ơi, cái chuyện như vậy mà ông cũng làm được đó, ông về đây tôi giết ông chết cho mà coi. Trời ơi, tội nghiệp cô ba. Ngày hôm sau có qua nhà tôi, rước nhỏ Giang về. Chị, em vào trong lấy cho chị cái rổ nghe. Dạ.
Nè chị, Út Hương, cô Ba, Kiều Giang đâu con? Trời đất ơi, cô Ba qua đây chi vậy? Nhỏ Giang nó đang giận con đó. Mà cô Ba biết rồi, tính nó đâu có giống người ta đâu, giận da dữ lắm. Chắc là nó giận cô lắm. Thôi được rồi, con cho nó ở đây vài bữa nha. Chừng nào nó hết giận, con kêu nó về lại bên nhà giùm con. Dạ. Nha. Cô Ba về đi. Cô về nha. Dạ. Chị Hương, chị Hương. Ừ. Chuyện gì vậy em? Bữa nay mình về Sài Gòn nha chị. Em muốn về ngay bây giờ. Thôi được rồi, em ráng chờ chị. Để chị chuẩn bị cho má chị một ít đồ, rồi mình đi nha. Chị nhớ nha, chị không được thất hứa đâu á. Ừ. Đành rằng vậy. Rồi ba ngày sau đó, chị có đưa Kiều Giang lên Sài Gòn như lời đã hứa không? Ừ. Ba ngày sau không đi được, mà tới một tuần sau mới đi được. Tại sao vậy? Tại vì liền sau bữa đó, bà Lâm bị đụng xe phải vô bệnh viện cấp cứu. Tôi có kêu Kiều Giang vô thăm, nhưng mà nó quyết định không đi. Cuối cùng tôi phải vô thăm. Lúc đó thì bà đang gấp hơn. Bà nhất định gặp Kiều Giang. Không gặp được Kiều Giang, bà gặp tôi. Gặp cô. Vậy bà có nhắn lại gì? Bà có nói lại gì với Kiều Giang hay không? Không có nói gì. Nói chung là lúc đó tôi cũng phải cần giải quyết một số nợ cho bà già, rồi mới đưa Kiều Giang lên Sài Gòn được. Cảm ơn cô nhiều lắm cô Hương. Bây giờ tụi tôi phải trở về Sài Gòn. Nếu được, cô giúp tụi tôi một việc được không? Giúp mấy anh đó hả? Mà giúp chuyện gì mới được chứ? Hiện nay tụi tôi đã gặp được Kiều Giang. Kiều Giang bây giờ đang làm giám đốc của một công ty tư vấn thiết kế trang trí nội thất rất lớn. Ngặt nổi là cô không thừa nhận cô chính là Kiều Giang. Tụi tôi nhờ cô về Sài Gòn đến gặp cổ, thuyết phục cổ giùm tụi tôi được không vậy? Không được đâu. Thật sự thì bây giờ tôi đang dính vô một vụ án lùm xùm lắm. Tôi phải tránh né hết mọi người mà. Cô đừng lo, vì tôi là luật sư. Tôi sẽ lo lại vụ việc này giúp cho cô, được không? Không. Không được đâu. Tôi có lỗi với Kiều Giang nhiều lắm. Tôi không dám gặp lại nó đâu. Lỗi phải cái gì? Chị toàn giúp cho Kiều Giang, chị tốt với Kiều Giang lắm mà. Thật ra khi tôi vô bệnh viện thăm bà Lâm, bà có đưa cho tôi 10 triệu, nói là đưa cho Kiều Giang. Tiền đó là của ông Bằng đưa cho nó. Vậy mà, vậy là chị không đưa cho Kiều Giang. Lúc đó má tôi về hụi, bị người ta giật, nợ tùm lum, không biết lấy tiền đâu mà trả. Để mà lên Sài Gòn được,
Tự nhiên lúc đó có 10 triệu của Kiều Giang, tôi lấy trả nợ cho bà già, rồi giấu nó, định là lên Sài Gòn kiếm được tiền trả cho nó. Ai có ngờ đâu, bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng những tôi không trả được tiền cho nó, giấu biệt luôn đã đành, mà sau đó tôi còn xô đẩy nó vào một cái chuyện khác tài đình hơn. Thiệt xấu hổ. Thôi, tôi phải về đây. Mấy anh có gặp nó, đừng có nói là dưới này gặp tôi nha. Cái gì? Tôi có giữ cái này của Kiều Giang, mấy anh cứ đưa cái này cho nó sẽ nhận ra ngay. Nghe Kiều Giang nói là ba chị em nó đều có sợi dây giống hệt như nhau, hồi đó ông Nguyên Bằng tặng cho ba chị em của nó. Anh, em ở đây nè. Em đi ngủ trước đi, anh có việc phải làm một chút. Dạ em nghe. Alo, cô Phượng hả? Dạ. Chú Bằng ngủ chưa? Sức khỏe của chú Bằng sao rồi? Dạ, chú vẫn còn thức. Sức khỏe thì vẫn vậy thôi anh. Vậy em có thể cho anh nói chuyện với chú Bằng được không? Có chuyện này quan trọng lắm. Dạ, vậy em chờ em chút nha. Điện thôi thoại chú. Của thầy Phong đúng không? Dạ. Đưa chú. Có tin tức gì mới vậy không? Dạ, có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Tôi về Trà Vinh, có gặp một người quen biết với Kiều Giang, và có đưa cho tôi một sợi dây chuyền bằng bạc, xỏ trong một chiếc nhẫn nhỏ cũng bằng bạc. Người ta nói là... Phải rồi, tôi quên mất. Đúng, đúng là cả ba chị em chúng nó đều có ba sợi dây chuyền giống hệt nhau. Chính tại tôi đi đặt làm và đeo cho bọn chúng. Chúc mừng mẹ tròn con vuông. Cảm ơn anh. Anh có cái này. Anh mua cái này làm gì? Sao lại tặng cho em cái này lúc này? Cho bé mà. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Cũng may là tối hôm qua có ông đưa vợ tôi đi sanh. Thực sự là lúc Ngọc Trầm điện thoại cho tôi là lúc đó tôi đang ở Vũng Tàu đó. Mà lúc đó cũng 1-2 giờ sáng rồi, tôi về đâu có kịp đâu. Không sao, tôi thấy ông đưa Ngọc Trầm đi sanh lần này thôi nha. Tôi có cái này hay lắm. Theo phong tục của những người Tây Nguyên, lông đuôi voi luôn đem lại may mắn cho đứa nhỏ.
cho nên tôi đặt người ta lồng cái lông đuôi voi trong chiếc nhẫn bạc, gắn vô dây chuyền bạc, rồi đeo vô cổ đứa nhỏ, sẽ ngừa được bệnh tật đó. Đeo vô cổ cho con gái đi. Con gái của ba xinh đẹp như mẹ như vậy á, là ba đã lắm rồi. Bác Nguyên Bằng